anh Liêm. À nhầm, anh Bảy. Hôm trước lại vừa mới khoe tậu thêm con siêu xe mới anh em ạ. À, nhìn hình thì chắc anh em biết con gì rồi đúng không? Đây là một chiếc Ferrari. Ở Việt Nam thì nó loanh quanh khoảng 40 tỷ đồng. Và hình như cũng đã có một vài đại lý nhập về chiếc xe này rồi. Với mức giá ngang ngửa một chiếc Rolls Royce cho một chiếc SUV như thế này thì chắc chắn nó phải có sự khác biệt cực kỳ lớn so với các mẫu SUV khác. Thiết kế, tính năng, hiệu suất, vân vân và mây mây. Chào mừng anh em đã đến với kênh Martini Official và đây là chi tiết xe Ferrari Puro Sangue. Ferrari Puro Sangue là mẫu xe hiệu suất cao của nhà sản xuất ô tô Ý Ferrari, được giới thiệu vào ngày 13 tháng 9 năm 2022. Đây là mẫu xe đánh dấu sự thay đổi lịch sử của Ferrari khi hãng xe tới từ xứ sở mì ống, lần đầu tiên chế tạo ra một mẫu xe được trang bị 4 cửa và 4 chỗ ngồi. Puro Sangue được đặt theo tên của một giống ngựa tại Italy và nếu dịch ra thì nó còn có nghĩa là thuần chủng. Điều này có thể hiểu như, dù đây là một chiếc xe cực kỳ mới lạ của nhà ngựa, nhưng nó vẫn mang tới sự thuần khiết, cội nguồn như những mẫu Ferrari khác. Thiết kế của Puro Sangue được pha trộn giữa SUV và crossover. Tuy nhiên, chính Ferrari lại không coi Puro Sangue là một chiếc SUV. Trích lời của giám đốc điều hành: chúng tôi không gọi đó là một chiếc SUV, thậm chí chúng tôi chưa từng đề cập về xe SUV. Họ đã gọi với cái tên mang tính cá nhân hóa hơn là FUV, Ferrari Utility Vehicle. Dịch ra thì nó cũng có nghĩa là một chiếc Ferrari đa dụng. Puro Sangue được thiết kế dựa trên nền tảng tương tự như chiếc Coupe Ferrari Roma, chịu ảnh hưởng tính khí động học. Những đường nét thiết kế của chiếc xe này được lấy cảm hứng từ mẫu xe Roma, với hệ thống đèn pha trước. Ở phía sau là đèn chiếu sáng hai bên tương tự như của 296 GTB, được nối với nhau bằng giải đèn LED. Cửa hậu tích hợp cánh lướt gió và bộ khuếch tán với hệ thống ống xả kép đặt đối xứng hai bên. Puro Sangue không kém phần mạnh mẽ với bộ kích thước mâm xe lớn, có màu tương phản tạo ra sự khác biệt về mặt thị giác. Thân xe làm bằng nhôm, nóc xe tiêu chuẩn bằng sợi carbon, nhưng khách hàng cũng có thể chọn nóc kính. Tuy nhiên, số ghế cố định là 4 vì Ferrari không cung cấp tùy chọn hàng ghế sau 3 chỗ và mỗi hàng ghế có hệ thống điều khiển điều hòa riêng. Tôi khá là băn khoăn không biết là có phải là do Ferrari làm xe đẹp quá hay không. Nhưng mà vào năm vừa rồi, 2023, thì Toyota cũng đã cho ra mắt sản phẩm Toyota Crown Sport. Trông nó không hề giống Puro Sangue một tẹo nào luôn. Trở lại với Puro Sangue. Ngựa Ý gây ấn tượng lớn với phần cửa sau được mở ngược giống với các mẫu xe Rolls Royce. Cửa sau có thể mở tối đa 90 độ, giúp việc ra vào khoang sau dễ dàng, đồng thời có thể đóng cửa một chạm bằng nút bấm trên cột B hoặc lễ mở cửa. Là một mẫu xe nhắm tới sự đa dụng nên thể tích khoang hành lý đạt mức 473 lít, con số kỷ lục đối với Ferrari. Còn bây giờ, hãy đeo thật kỹ tai nghe vì mình sẽ cho các bạn nghe thấy thứ âm thanh tuyệt vời và là món ăn đặc biệt nhất của Puro Sangue. Phía dưới nắp capo và đặt ở vị trí trung tâm phía trước. Đây là một chiếc FUV, 4 cửa 4 chỗ ngồi. Từ đó Puro Sangue có công suất nhỉnh hơn hẳn các đối thủ như DBX 707 với 707 mã lực và Urus Performante 666 mã lực. Trong khi DBX và Urus đều dùng máy V8 tăng áp kép, thì SUV của ngựa chồm mang hẳn khối động cơ V12 hút khí tự nhiên. Ngoài ra, khối động cơ V12 6.5 lít này được bắt nguồn từ trên mẫu 812 Superfast của Ferrari, nhưng nó đã được trải qua các sửa đổi về trục khuỷu và trục cam mới để thích ứng với thân xe hoàn toàn đặc biệt của Puro Sangue. Hệ thống treo chủ động của Ferrari Puro Sangue là trang bị không thể không nhắc tới. Mỗi thanh phuộc ở từng bánh xe đều được trang bị một motor điện 48V làm mát bằng chất lỏng, có thể tự động điều chỉnh độ nén xả, phù hợp tùy theo điều kiện mặt đường hoặc tăng độ cứng vững cho xe khi vào cua. Khác với các loại treo khí nén hay treo thích ứng thường thấy trên nhiều mẫu xe hiện nay, hai công nghệ trên đều phản hồi chậm hơn, cũng như là dạng thiết bị giảm chấn tự động, tức là chỉ có khả năng tiêu tán dao động khi đã chuyển qua vào hệ thống treo. Còn công nghệ trên Puro Sangue sẽ tùy chỉnh dựa vào hành vi lái xe, điều kiện đường xá hoặc dựa vào bộ gia tốc kế. Treo sẽ tự động phán đoán và điều chỉnh để phản ứng theo điều kiện đường xá sắp đi tới và thời gian các motor ở hệ thống treo điều chỉnh là 0,05 giây trên một lần. Với công nghệ kể trên, phần lò xo giảm chấn của Puro Sangue sẽ được tinh chỉnh theo thiên hướng mềm hơn so với khi chúng được kết hợp với bộ giảm chấn thích ứng.
Thiết lập này ưu tiên sự thoải mái khi lái xe trong trạng thái nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể trở nên cứng vững hơn khi di chuyển ở tốc độ cao. Về mặt nội thất, Puro Sunway sở hữu thiết kế khác biệt với việc lược bỏ màn hình giải trí trung tâm, thay bằng hai màn hình riêng biệt dành cho người lái và hành khách. Vô lăng là loại 3 chấu, tích hợp nhiều nút bấm tăng sự linh hoạt và mang tính thẩm mỹ thể thao. Trước mặt người lái là màn hình cong đóng vai trò đồng hồ tốc độ, có thể tùy chỉnh được nhiều giao diện và nội dung hiển thị khác nhau. Màn hình này cũng có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đây là mẫu Ferrari đầu tiên trang bị sẵn hai tính năng kết nối trên, còn trước đây thì khách hàng sẽ phải chi thêm tiền. Hành khách ở hàng ghế sau cũng có một màn hình cảm ứng 10,2 inch để xem bản đồ, tùy chỉnh hệ thống giải trí, theo dõi tốc độ, vòng tua và chế độ lái của xe. Các tính năng của hệ thống điều hòa là mát ghế ngồi được bố trí vào núm xoay đặt ở chính giữa bảng táp lô. Một số trang bị khác như sạc không dây cho điện thoại thông minh, các cổng USB và không thể thiếu một số khe đựng đồ. Về công nghệ an toàn, Puro Sunway là mẫu xe đầu tiên của Ferrari được trang bị hệ thống hỗ trợ súng dốc và hệ thống chống lật chủ động. Tuy nhiên, xe sở hữu khoảng sáng gầm chỉ vỏn vẹn 183mm, đồng nghĩa là khả năng off-road sẽ bị hạn chế đi nhiều. Xe cũng trang bị sẵn các tính năng an toàn tiêu chuẩn mới như phanh khẩn cấp tự động, đèn pha tự động, điều khiển hành trình thích ứng. Với tất cả những điều tuyệt vời trên, Ferrari đã công bố Puro Sunway có mức giá khởi điểm là 313.000 bảng, tương đương khoảng 9,39 tỷ Việt Nam đồng tại thị trường Anh Quốc. Tuy nhiên thì khi đưa về Việt Nam, con số này có thể sẽ rơi vào khoảng từ 39 cho đến 45 tỷ đồng tùy từng thời điểm. Con số này đắt gần gấp đôi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Lamborghini Urus từ 177.000 bảng và Aston Martin DBX 160.000 bảng. Tuy đắt là vậy, nhưng lượng đơn đặt mua mẫu xe này vẫn đang trong tình trạng quá tải và khách hàng vẫn phải chờ đến tận năm 2024 mới có thể nhận được xe. Đó là còn chưa kể, trên thực tế thì rất hiếm trường hợp nào khách hàng của Ferrari mua xe với phiên bản tiêu chuẩn, mà thay vào đó, chủ sở hữu thường sẽ chi thêm vài nghìn hoặc vài chục nghìn đô la cho các tính năng tùy chọn của hãng. Giá cả thì vốn không phải là điều khiến khách hàng của Ferrari bận tâm, và điều này vẫn đúng trong trường hợp của Puro Sunway. Ngay từ khi Ferrari tuyên bố SUV đầu tiên của hãng sẽ được trang bị khối động cơ V12, lượng khách hàng đã tăng vọt, thậm chí ngựa chồm còn phải chốt đơn đặt hàng sớm hơn dự kiến vì quá tải. Mặc dù Ferrari vẫn chưa tiết lộ có bao nhiêu đơn đặt hàng trước cho Puro Sunway, nhưng sản lượng được giới hạn không quá 20% trong tổng sản lượng hàng năm của công ty là 15.000 xe. Điều đó có nghĩa là sẽ chỉ có khoảng 3.000 chiếc xe Puro Sunway có thể được sản xuất hàng năm. Do vòng đời của các mẫu xe Ferrari thường kéo dài từ 4 đến 5 năm, nên sẽ chỉ có khoảng 12.000 đến 15.000 chiếc xe Puro Sunway được sản xuất. Thêm một câu chuyện nữa về chiếc xe này. Đây là Luca di Montezemolo, cựu chủ tịch của Ferrari. Có thể nói là người đã vực dậy cả một công ty đang gặp nhiều khó khăn vào giữa những năm 90. Tuy nhiên khi quá thành công với việc sản xuất và bán các mẫu xe thể thao hiệu suất cao của mình, ông này đã đặt luôn triết lý cho cả công ty rằng Ferrari sẽ không bao giờ sản xuất ra một chiếc SUV. Ơ thế thì tại sao lại có Puro Sunway nhỉ? Thế cho nên tôi mới nói đây là cựu chủ tịch anh em ạ. Bởi vì ông này bị sa thải vào năm 2014 và người kế nhiệm sau đó mới là người đã quyết định phá bỏ đi thứ triết lý này. Theo sự phát triển của thị trường, các mẫu xe SUV dần trở thành xu thế chiếm lĩnh được cảm tình của nhiều người hơn. Đó là những kiểu xe tiện dụng hơn, linh hoạt hơn, không thua kém bất kỳ một kiểu xe nào khác, khiến SUV trở thành một đề tài màu mỡ trong lĩnh vực kinh doanh của các hãng xe. Tiêu biểu như Porsche Cayenne là sản phẩm cứu lấy cả một công ty, còn đối thủ của Ferrari là Lamborghini cũng đã cho ra mắt Lamborghini Urus vào năm 2017, đi trước một bước so với ngựa chồm. Việc phát triển Puro Sunway có tên mã F175 bắt đầu vào năm 2017, được giám đốc điều hành Ferrari lúc bấy giờ là Sergio Marchionne gợi ý và sau đó chính thức được xác nhận vào tháng 9 năm 2018. Ferrari Puro Sunway xuất hiện trong những hình ảnh rò rỉ vào tháng 2 năm 2022. Một tháng sau, Ferrari tiết lộ một phần hình ảnh của Puro Sunway, mẫu xe này chính thức được xuất xưởng vào năm 2023. Câu hỏi được đặt ra lúc bấy giờ là làm thế nào để Ferrari có thể tạo ra một chiếc SUV mà vẫn giữ đúng giá trị của nó và làm hài lòng được những vị khách hàng khó tính, không chấp nhận được một chiếc SUV mang thương hiệu Ferrari có dòng máu đầy tốc độ. Thứ mà bạn vừa xem chính là câu trả lời: Ferrari Puro Sunway. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên để lại một nút like ở phía bên dưới để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.